làm hai cụ. Mà nói đố mọi người nó đang làm gì đấy. Hello, buổi tối nha mọi người. Hôm nay sinh nhật bà già với lớp mọi người ơi. Có một bữa tiệc nho nhỏ. Làm cái clip mà cho vui luôn nhé cả nhà. Yên tâm đi, không có quay mặt đâu. Không, cái là em chụp chị á. Lỗ hàng không đó. Nhìn cái này hôm nay gồm có các món là cá suối kho, thịt gà bóp và bóp xả nén, gỏi xoài chả cá, rau củ quả luộc, thịt ngan kho giả cày, cháo gà, bún ăn với đây là đá, đây là hạt hướng dương, đây là nước ngọt, đây là cái đũa, kia là bánh, đây là bánh, hả? Biết chưa? Còn đây là trái cây nha mọi người. Ồ, đưa cái trái cây đọc đi. Đây. Có một thứ trái cây này nữa nha cả nhà. Đây. Đây là xoài rừng nha. Xoài rừng chỉ có ở vùng Tây Nguyên thôi đấy cả nhà ơi. Bữa tiệc hôm nay gồm có hai mâm nha mọi người. Đây. Đây là mâm phụ nữ với trẻ con. Còn bên này là mâm đàn ông. Chụp luôn cả con Thảo luôn kìa. Thảo ơi, Thảo. Bỏ tay mẹ ơi, mẹ ơi, bỏ tay xuống mẹ. Ai? Nhiên ta đang chuẩn bị chụp về tất cả chụp điện. Đây đây. Chụp đi. Thằng chồng ngồi xuống ơi. Nến đã thổi và bài hát sinh nhật đã vang lên. Nến đã thổi xong, bây giờ là vào tiệc nha mọi người. Chuẩn bị vào tiệc nha, mời cả nhà nha. Mời cả nhà chung vui với bà già Vlog nha mọi người đó, bà già Vlog đó. Trẻ chưa? Trẻ măng luôn đó.